Hi Silu, hi Sila, anh em. Hôm nay tôi sẽ ra xem xét những cái cây dâu tây của tôi ở cái vườn nhà tôi nha. Trời ơi, nó đẻ quá trời con luôn nè. Đây này, đây là cái ngó này các bạn này. Quá trời con ngó luôn này. Trời, nó mọc luôn ở đây, ngoài đây luôn này. Đây là cái vườn rau muống của nhà tôi. Đây là những cái dâu tây tôi trồng nó ở trên cái thùng xốp này các bạn ạ. Mật độ nó cũng hơi dày. Sau là nó ra nhiều ngó quá các bạn. Toàn là ngó không. Đây các bạn. Đấy. À, tôi có một cái thùng xốp bên đây nữa. Có tách được một hai cái ngó ra cái chậu nhỏ này xinh xinh này nha. Ở bên đây có tôi có một cái thùng xốp nữa này. Đây nè, đây nè các bạn ơi. Có hoa này, có hoa này. Có hoa này bị ốc sên nó ăn này. Ốc sên nó ăn quá trời luôn này, đen xì rồi. Đấy, bên đây cũng có một đám nha. Ô, bị sâu mấy ốc sên nó ăn quá trời các bạn. Lá bị nó ăn gãy hết lá rồi. Cây chỗ này nó cũng hơi ít nắng. Đấy, lên nó khoảng nó gang tay rồi nha mọi người. Gang tay rồi. Nó có hoa có quả. Đấy. Còn đây là những cái cây giống dâu tây của tôi. Đây, khoảng cỡ 1.000 cây 1.500 cây giống dâu tây của tôi ở đây. Sáng nay chưa tưới tưới nước, có nhiều cây cũng bị khô rồi. Tôi sẽ xịt nước cho nó. Những cây tôm này tôi trồng xuống đây, tuy nhiên cái đất chỗ đây nó khó lên nữa các bạn. Trồng xuống đây là chết hết rồi. Tôi sẽ tưới nước cho nó một xíu đi. Nhiều cây nó khô quá rồi. Mùa này thì trời nó cũng mưa mưa. Để nó mưa mưa. Tôi đang hạn chế tưới. Mà nhiều cây nó khô quá. Phải tưới được các bạn ạ. Đây Nhật Hà Na này. Cây cao. Cao phết rồi các bạn. Bên đây là cây hàn sam gông này. Đây Nhật Hà Na luôn này. Nhiều cây nó bị khô rồi các bạn. Chỗ này là cái chỗ nước mưa nó hắt vào. Tuy nhiên nước mưa nó hắt vào cũng hơi ít. Vẫn bị khô. Xem cây nào khô thì tôi sẽ tưới thôi. Mùa này tưới nhiều cây nó dễ bị nấm lắm. Mùa hè nóng ẩm, nấm nhiều. Và Nhật Hà Na này. Đây cây dâu tây Pháp. Pháp đây các bạn, đang có hoa này. Đây Nhật Hà Na này. Đây cái Nhật Oxy này, cao đúng một gang tay luôn. Cao dã man luôn. Nhiều bạn bảo là gửi cho tôi những cây nào tốt đẹp thì gửi. Đấy thì tôi sẽ lấy cái cây Nhật Oxy này tôi gửi nha các bạn. Tôi bán gần hết cái vị Nhật Oxy này rồi. Đấy, cây này cao đúng một gang tay luôn các bạn, cao bằng cái cây dâu trưởng thành. Đây cây Úc này. Để dâu Úc đây các bạn, dâu Úc nó gần giống như dâu New Zealand á, các bạn nhìn thấy lá nó giống đó. Đây là Nhật Hà Na. Đây là cây hàn Cum Siêu. Bên đây là cây Nhật Skyberry này. Mấy cây hàn Gosun, một số cây trong cái góc này. Đây là cây Mỹ Monterey, kia là Mỹ Cyprian. Mấy Nhật Nokaberry này. Một số cây cũng chết rồi này. Tự nó chết nha các bạn. Không ai làm gì hết. Tự nũng thân mà tự chết. Đây Nhật Hà Na. Đây, cây này cũng tèo rồi này. Rất nhiều cây là tự nó tèo nha các bạn. Đấy, là do mình tưới nhiều hay sao? Đấy, tự nó tèo. Đây là những cây dâu anh đào này. Dâu anh đào này các bạn này. Có một số ít ít chỗ đây nữa này. Dâu anh đào. Dâu anh đào này. Có một cái hàng nhỏ nhỏ chỗ đây. Xanh mướt rượt luôn các bạn này.
Mất rượt sẽ tính trồng một cái hàng dâu tây ở cái chỗ đây này, cái gì ở đây này, nhưng mà cái gì chỗ đây ốc sên nhiều quá các bạn, ốc sên lên nó cắn quá trời luôn. Để tối tôi sẽ mò ra tôi xem mấy con ốc sên nó ăn cái thùng xốp này. Thế nhà chỗ đây trồng dâu tây vẫn được này, nhưng mà trời nó mưa quá đúng không, mưa nó uống nước. Ở chỗ này để nhà trồng rau, để lấy rau để ăn các bạn. Dâu tây tôi sẽ trồng nó lên cao hơn, tôi sẽ lấy một cái cây sắt, tôi sẽ giăng ngang nó ra đây, từ đây sang bên kia đấy, để trồng. Đấy, còn bà con nào chúng ta muốn mua cây giống ấy, thì liên hệ với cơ sở anh Hoàng nhé, qua số điện thoại và Zalo 0977 237096 nha. Hiện nay đang có hơn 10 giống dâu tây ở đây. Đấy, cây đang đẹp đẽ, cao to, đẹp trai, đẹp gái giống như các bạn đang nhìn thấy ở đây.